lên đây ngồi là thích đu luôn đó. Dạ. Nó đụng đưa cái giỏng nữa. Cái nhà thì lớn lắm cái nhà ơi. Chào anh, chào anh Lộc. À, cảm ơn anh hồi nãy giờ là anh đã hướng dẫn, chia sẻ cho em về du lịch ở núi Đá Dựng. Ha? Có gì đâu, thì kêu bà con cô bác đi vệ sinh chung vậy đó. Dạ. Để cho đừng có thải rác để mình lụm nhiều, thấy cũng công nghiệp ta. Dạ. Rồi viết thấy cái khu du lịch vậy đó, cho nó sạch sẽ một chút. Dạ. Rồi. Rồi cảm ơn. À, cũng giống như là anh Lộc chia sẻ thì mọi người tham quan ở đây thì có thể liên hệ gặp anh, thì có thể chia sẻ những cái đoạn đường khó hoặc là cần sự hỗ trợ của anh thì anh chia sẻ ha. Cảm ơn Lộc nha, hẹn Lộc vào một dịp khác nha Lộc. Rồi bye bye anh. Dạ. Hello, xin chào cả nhà. Vừa rồi thì chúng ta đã có một cái buổi trao đổi với anh Lộc, người phụ trách bảo vệ cái núi Đá Dựng cũng giống như là dọn dẹp vệ sinh trên suốt quá trình chúng ta tham quan núi Đá Dựng. Thì anh Nam cũng tranh thủ cho kịp thời gian trong buổi chiều ngày hôm nay để tiếp tục tham quan cái núi Đá Dựng, tại vì cách gần cái chùa Hang cũng tầm khoảng 2 km rồi cả nhà. Chúng ta đi một cái vòng qua và đến đây thì Nam được biết thì sau cái 4 giờ là người ta sẽ không có mở cửa cho chúng ta vào nữa, cho nên là chúng ta sẽ tranh thủ để chúng ta lên núi và xuống núi kịp nha cả nhà. Theo như Nam tìm hiểu thì cái thời gian mà chúng ta đi hết cái khu vực núi Đá Dựng thì cũng tầm khoảng 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi tùy theo sức khỏe và chúng ta đã tham quan tất cả các hang hay không. Ở đây thì Nam được biết là có rất là nhiều hang, cho nên là chúng ta sẽ phải chọn lọc những cái hang mà chúng ta cần tham quan và những cái hang mà nó khó đi sâu hơn nữa thì trời tối thì chúng ta sẽ hạn chế vào đây. Thì chúng ta cũng sẽ thông báo với những cái anh ở đây phụ trách cũng như bảo vệ quản lý cái khu vực này đó, để chúng ta tham quan thì sẽ mở điện để chúng ta mới có thể tham quan rồi các hang một cách an toàn. Và tốt nhất thì chúng ta nên có một cái người hướng dẫn đường như cả nhà, vì Nam thấy những cái chia sẻ trước đây thì có những cái hang nó rất là sâu và chúng ta có thể bị lạc, hoặc là chúng ta không có kinh nghiệm thì nó cũng rất là nguy hiểm cho chúng ta khi chúng ta một mình len lỏi vào trong một cái dãy núi lớn như thế này. Và bây giờ thì các đoàn chúng ta đã bắt đầu vào tới khu vực của núi Đá Dựng này cả nhà. Phía bên trái chúng ta có một cái bãi giữ xe và chúng ta vào đó để chúng ta giữ xe. Để gửi xe ở đây thì cũng có miễn phí, không có đủ tiền. Sau đó thì chúng ta mua cái vé để chúng ta vào trong núi Đá Dựng nha cả nhà. Và đây là một cái quả bơm xăng nha cả nhà. Đã được lấy cái kiếp nổ ra và các cái thuốc ở bên trong rồi. Rồi nó là rất là nặng cả nhà. Đồ rất là to luôn. Nhìn thử coi. Ây. Quá trời nặng cả nhà ơi. Ây. Nó cũng phải mấy trăm ký cả nhà. Cực kỳ nặng luôn. Chắc là để đây cũng là lưu niệm thôi. Và bây giờ thì chúng ta lại đi sâu vào bên trong để kịp thời gian mà chúng ta leo núi nha. Chúng ta có khoảng 2 tiếng để chúng ta lên núi và xuống núi thôi. Đây là những cái bậc thang và chúng ta phải có sức khỏe nha cả nhà. Nam cũng chưa tìm được một cái người để hướng dẫn chúng ta đi tham quan các cái hang núi trên núi Đá Dựng. Và nghe nói ở đây là có tới 20 mấy cái hang núi nhỏ lớn nhỏ để chúng ta có thể vào tham quan nha. Cho nên là để chúng ta tìm hiểu cũng giống như trải nghiệm một cách an toàn nhất thì Nam nghĩ là chúng ta phải có một cái người hướng dẫn. Và bây giờ thì trong thời gian này thì chưa tìm được hướng dẫn cho chúng ta tự tham quan được cả nhà. Từ đầu tiên thì chúng ta sẽ đi lên hết cái dãy cầu thang thế này. Nhưng mà Nam chia sẻ với cả nhà thì khi chúng ta vào núi thì chúng ta đi vào cái hướng bên phải để chúng ta vòng qua, và khi chúng ta đi xuống thì là hướng bên trái nha. Ở đây thì Nam nghĩ mọi người quản lý đây nên để một cái bảng hướng dẫn cho chúng ta dễ tránh chúng ta đi sẽ nhầm hướng và chúng ta sẽ không có trải nghiệm một cách trọn vẹn nhất khi mà chúng ta tham gia một cái buổi leo núi chinh phục như thế này. Rồi bây giờ thì cả nhà ơi, rất là mệt. Phải nói là ban đầu thì chúng ta cũng đi từ từ thôi để cho chúng ta làm quen với các cái bậc thang. Chúng ta hô hấp chậm, thở chậm một chút để chúng ta có cái sức khỏe chúng ta bước lên những cái bậc thang như thế nha.
đứng đây thở một chút về cả nhà, nghỉ mệt chút xíu rồi chúng ta lại đi tiếp. Bây giờ thì cũng tầm khoảng 15 giờ rồi. Năm thấy có một cái đoàn khách nước ngoài tham quan, thì cũng có một cái người hướng dẫn đi du lịch này. Có lẽ đây là một cái đoàn khách nước ngoài nha cả nhà. Để mình xem coi là đoàn trong nước hay nước ngoài nha. Theo như mình quan sát và nghe ngóng thì đây là một đoàn khách từ Campuchia nha cả nhà. Thì cũng là một nước láng giềng bạn của chúng ta. Khi chúng ta leo lên đến khoảng giữa núi, đỉnh núi thì chúng ta sẽ nhìn phía bên kia là nước Campuchia đó cả nhà. Đây là những người bạn láng giềng của chúng ta. Họ đi qua tham quan du lịch đây, những bạn trẻ thôi. Mình nghĩ là chắc các bạn này sẽ sớm chinh phục cái ngọn núi đá dựng này thôi. Và bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục hành trình. Chúng ta chỉ có mới đi có một đoạn nhỏ của cái dãy núi này thôi cả nhà. Chúng ta còn rất dài và rất dài. Và khi chúng ta đi lên hết một cái đoạn cái dãy tam cấp, những cái bậc thang như thế này, thì chúng ta sẽ tham quan cái hang dơi trước. Ở khu vực này thì nghe nói là có rất là nhiều dơi nha cả nhà. Chúng ta sẽ vào trong hang dơi xem coi trong đó có nhiều như lời đồn đoán hay không nha. Rồi, ở đây thì mọi người đang tập trung nghỉ chân ở đây. Ở ngay đây thì cũng có một số cái điểm để chúng ta tham quan, cũng giống như là chúng ta tìm hiểu được coi núi đá dựng này có những cái điều cái thú gì. Và bây giờ thì là mình cả nhà chúng ta đi vào trong hang dơi. Ở đây thì đang chưa tìm được cái người hướng dẫn nên chúng ta đi tham quan quanh quẩn ở đây. Vào đây thì chúng ta cần có một cái đèn pin hoặc là chúng ta mở cái đèn LED trên điện thoại để chúng ta mới quay được nha. Đi vào trong hang thì cả nhà thấy không, ngóc ngách rất là nhiều. Chúng ta đi từ từ thôi. Và ở đây á, chúng ta không có được nói lớn tiếng như cả nhà. Chúng ta nói nhỏ nhẹ thôi. Tại vì khi chúng ta lớn tiếng thì dơi nó sẽ giật mình á, thì nó rất là nhạy cảm với ánh sáng cũng giống như âm thanh. Thì như vậy thì chúng có thể bay loạn xạ luôn. Nhiều khi là bay vào trên người chúng ta hoặc mặt con mũi. Đó, cho nên cũng rất là nguy hiểm. Cho nên chúng ta tham quan khu vực này, chúng ta đi nhẹ nói khẽ thôi nha. Để đảm bảo cho các cái đàn dơi nó không có bị ảnh hưởng và giống như chúng ta cũng sẽ có một không gian trải nghiệm tốt nữa cả nhà. Vào đây mình thấy nó cũng có những cái mùi rất là lạ cả nhà, có rằng là dơi nó ở trong đây rất là nhiều. Chúng ta nói nhẹ nhẹ thôi. Vào đây thì chúng ta nghe đúng cái hơi thở của chúng ta luôn cả nhà. Ở đây thì bây giờ trời cũng còn sáng, nó có những cái khe hở của núi thì có ánh sáng lọt vào cả nhà. Chúng ta đi qua cái vách này nha. Mọi người đi cẩn thận, cái vách đang núi đá nó có khi nó cũng lởm chởm mà nó cũng trơn trượt cả nhà. Chúng ta đi sâu vào bên trong. Wow, chắc nhà này không có cái hang lấy ánh sáng từ bên trên này cả nhà. Cái này là thiên nhiên thôi chứ không ai tạo được đâu nha. Chúng ta qua một cái phía bên trái nè. Trong đây Nam nghe cái tiếng dơi nó kêu, nó cứ kêu là thỉnh thoảng kêu chích chích rồi một hai con nó bay qua bay lại cả nhà. Đó, chúng ta đi qua hướng bên đó cả nhà. Có một cái vật gì cũng rất là lạ, giống như là một cái bình hồ lô cả nhà. Cả nhà thấy không? Kiểu như một cái bình hồ lô vậy, bằng đá rất là to nằm ở giữa một cái hang nha. Chúng ta quan sát kỹ chúng ta sẽ thấy giống cái hồ lô luôn cả nhà. Các nhà thấy không? Nó giống như cái bình ở dưới có cái hồ lô và ở bên trên thì nó có một cái cuốn nha. Ở đây nó có rất là nhiều cái hang lởm chởm nhỏ. Bề mặt thì có chỗ thì cũng sần sùi, có chỗ thì nhẵn bóng do mọi người leo vào đây đó, vẫn vào đây cho nên nó cũng nhẵn bóng được cả nhà. Đây, đây là cái hồ lô này cả nhà. Chúng ta ở đây thì nói chuyện cũng thì thầm thôi, chúng ta đừng nói lớn nha, giờ nó bay tà lả luôn đó cho nha. Về rồi cũng có một hai đoàn thôi.
cho nên là mình cũng quanh quẩn ở đây để có tìm một người hướng dẫn để tiếp tục núi, chứ với một hai người thì cũng không dám để chinh phục cái ngọn núi đâu các nhà. Chúng ta em nhìn cái khu vực này một chút xíu rồi chúng ta đi ra nhé. Bây giờ chúng ta đi leo ra nè. Chút nếu mà trải quá thì cũng rất nguy hiểm và cũng thấy ghê lên cả nhà. Và chúng ta đi ra cả nhà. Ở đây chỉ mới có một phần thử thách nhỏ của chúng ta thôi. Và chúng ta sẽ còn rất là dài, còn có đoạn đường mấy cây số nữa. Nếu mà chúng ta thấy không đáp ứng được thì chúng ta sẽ chọn một cái hướng tham quan khác nha. Cái phần đây là phải bảo vệ chúng ta cái sức khỏe nhé. Đây là đầu bò nha cả nhà. Cả nhà nhìn kỹ không? Một cái đầu bò rất là rõ luôn. Có đầu, có mắt, có mũi, có miệng đầy đủ lắm. Nó không biết là cái này là tự nhiên hay là con người chế tác mà nữa cả nhà. Ở đây có những cái vết tích rất là lạ. Ở đây có một cái bàn tay Phật này cả nhà. Mình được cái anh bảo vệ ở đây chia sẻ nè, cả nhà thấy không? Một cái bàn tay giống như là cái bàn tay thật á, bàn tay trái nha. Và cuối cùng thì Nam đã tìm được một anh dẫn đường để chúng ta tham quan núi đá dựng ngày trong buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ thì mọi người sẽ chuẩn bị một ít nước nè và hai bên sức khỏe để chúng ta có thể vượt cái núi đá dựng này hơn 2 km và cũng phải tầm 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi nha cả nhà. Nếu chúng ta tham quan tất cả các cái hang ở đây thì cũng phải có trên dưới 20 hang nha. Bây giờ thì chúng ta theo chân cái anh và ở đây thì mọi người chuẩn bị cho mình một cái pin để chúng ta có thể vào trong cái hang và chúng ta có thể quan sát kỹ hơn nha. Anh Lập thì cũng có rất là có sức khỏe nha cả nhà. Một ngày thì anh lên xuống vài lần ở đây. Ngoài việc quản lý các mọi thứ ở đây và có thể dọn dẹp vệ sinh để suốt hành trình đi và sẵn sàng hỗ trợ cho mọi người khi chúng ta leo núi có gặp những sự cố vấn đề gì đó thì liên hệ với anh Lộc ha, anh sẽ hỗ trợ chúng ta. Cả nhà cùng với em với anh Lộc đi tham quan ngọn núi đá dựng nha. Và chúng ta đã thấy cái đoàn khách cam họ đã quay trở xuống, có lẽ là họ cũng không đi hết lên trên hết cái ngọn núi đá dựng cả nhà. Không phải ai cũng đủ sức để mà vượt qua được đâu. Chúng ta phải có niềm tin và chúng ta phải có mục tiêu thì chúng ta mới vượt qua được cả nhà. Và bây giờ thì chúng ta cùng với anh Lộc vượt và chinh phục ngọn núi đá dựng nha. Với cả nhà cùng đi nào. Khu vực mà chúng ta thấy xa xa đó là đất của Campuchia nha cả nhà. Và ranh giới giữa hai nước là một con đường đi. Và dọc theo tuyến này thì cũng có rất là nhiều cái đội biên phòng để gác cái người dân đi qua lại hai bên đó.
Thank you.
Thank you.